Mục vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài học đức tin tựa đề Vượt qua nỗi đau quá khứ. Đừng để nỗi đau của ngày hôm qua khiến bạn dây dứt suốt đời. Trong cuộc sống của một số người có thể gặp phải những tai họa khủng khiếp hoặc những nỗi đau sâu thẳm. Trong hoàn cảnh đó, nếu không mạnh mẽ và tỉnh táo, những nghịch cảnh đó, vết thương đó sẽ tàn phá và hủy hoại họ, khiến họ không thể trụ vững được trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một số người với trí tuệ và bản lĩnh phi thường, họ đã vững vàng vượt qua nghịch cảnh để giành lấy quyền sống cho mình. Thậm chí có người tiếp tục vươn lên để gặt hái vinh quang mới. Một võ sư đã từng sử dụng đôi chân nhanh nhẹn bất khả chiến bại khiến mọi người đến học võ phải thán phục. Dùng các chữ uy trấn thần vũ để miêu tả những kỹ năng chân tay của võ sư này quả là vô cùng xảo diệu. Nhưng thực tế đúng là họa vô đơn chí. Người tính không bằng trời tính, duyên số làm nên con người, như người ta vẫn thường nói. Điều tồi tệ nhất đã đến với ông. Trong lúc lên núi lấy thuốc, vị sư phụ võ học đã vô tình dẫm phải một vách đá trống. Tuy được cứu sống, nhưng hai chân của ông đã bị gãy hết. Vị võ sư vốn luôn dùng hai chân để phát sức mạnh cho võ công. Ngay cả đi đứng cũng trở thành một vấn đề nan giải lúc này. Đôi chân nhanh nhẹn, bất khả chiến bại năm xưa chỉ còn lại một chiếc quần trống. Khi võ sư tỉnh hẳn sau cơn mê, các đệ tử hầu như không dám báo tin đau đớn cho ông. Thậm chí họ còn không dám tưởng tượng võ sư sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy một chiếc quần trống. Nhưng khi sư phụ nhìn thấy một chiếc quần trống, ông không hề hoảng sợ như những gì đệ tử tưởng tượng. Chứ đừng nói đến nỗi đau và than thở về sự bất công của số phận. Ông yêu cầu đệ tử nhất người dạy bình tĩnh ăn một chút thức ăn rồi ngồi đó để luyện nội lực như xưa. Sau khi luyện nội lực, nhìn các đệ tử với vẻ mặt thất thần, võ sư nói: "Tôi muốn nói hai điều. Thứ nhất, tôi sẽ dạy nhiều như trước cho ai muốn tập cung phu chân tay trong tương lai. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ luyện tập cung phu của tay và lòng bàn tay. Tôi tin rằng tôi sẽ không trở nên vô dụng vì mất đi đôi chân của mình. Và các bạn không cần phải bỏ cuộc luyện võ của mình vì sư phụ mất cả hai chân." Vài năm sau, võ sư này thậm chí đã giành được sự ngưỡng mộ của nhiều người hơn trước với những pha đánh tay điêu luyện. Khi một người bạn cũ nhiều năm không gặp rơi nước mắt thở dài khi chứng kiến cảnh ông mất đi đôi chân, vị võ sư đã mỉm cười nói với người bạn cũ rằng quá khứ ông đã vứt bỏ tất cả rồi thì ông mới được sống dễ dàng và tiếp tục luyện võ công. Làm sao có thể để nỗi đau của mấy năm trước làm gián đoạn mối quan tâm của một cuộc hội ngộ đã chờ đợi từ lâu. Quá khứ, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau thương đều thuộc về quá khứ. Nếu bạn không bước ra ngoài, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời phía trước. Chúng ta không nên để nỗi đau của ngày hôm qua vào đầu của mình mỗi ngày hoặc mỗi khi bình minh ló dạng. Trí nhớ là nguồn gốc của nỗi đau. Mọi chuyện trong quá khứ, hãy để nó qua đi theo gió. Đừng để nỗi đau của ngày hôm qua
khiến bạn hối hận cả đời. Sứ đồ Phao-lô cho biết, nhưng chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip đoạn 3 câu 13 đến 14. Thánh Kinh suy gẫm. Đức Giê-xu đáp: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngoảnh nhìn lại đằng sau, thì không xứng hợp với nước Đức Chúa Trời. Luca đoạn 9 câu 62. Chúa yêu thương bạn. Amen.